Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 25. Này là lời phán cùng Jeremy về cả dân Juda trong năm thứ tư đời Jehoiakim, con trai Josiah, vua của Juda. Ấy là năm thứ nhất đời Nebuchadnezzar, vua nước Babylon. Đấng tiên tri Jeremy rao truyền những lời này trước mặt dân Juda và hết thảy dân cư Jerusalem rằng: Từ năm thứ 13 đời Josiah, con trai Amon, vua của Juda, cho đến ngày nay có 23 năm, lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi. Từ lúc đó, tôi dậy sớm nói cùng các ngươi, nhưng các ngươi chẳng khứng nghe tôi. Đức Giê-hô-va đã sai các đầy tớ Ngài là các tiên tri đến cùng các ngươi, dậy sớm mà sai đến, nhưng các ngươi không nghe lời, không để tai mà nghe. Các đấng ấy nói rằng: Mỗi người trong các ngươi hãy từ đường giữ mình trở lại, hãy bỏ điều ác của việc làm mình, và ở trong đất mà Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi từ xưa cho đến đời đời. Chớ theo các thần khác đặng hầu việc và thờ lại. Chớ lấy việc tay mình làm ra mà chọc giận ta nữa, thì ta sẽ không làm hại chi các ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Nhưng các ngươi chẳng nghe ta, mà lấy việc làm của tay mình chọc giận ta và chuốc lấy tai hại cho mình. Vậy nên Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Vì các ngươi đã chẳng nghe lời ta, này, ta sẽ sai đòi mọi họ hàng phương Bắc cùng đầy tớ ta là Nebuchadnezzar vua Babylon đến nghịch cùng đất này, nghịch cùng dân cư nó và các nước ở chung quanh. Ta sẽ diệt hết chúng nó, làm chúng nó nên sự gỡ lạ, chê cười và hoang vu đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Vả, ta sẽ làm cho trong vòng chúng nó hết tiếng reo vui và kêu mừng, hết tiếng của rễ mới và dâu mới, hết tiếng ầm ầm của cối xay và ánh sáng của đèn. Cả đất này sẽ trở nên hoang vu gỡ lạ. Các nước này sẽ phục sự vua Babylon trong 70 năm. Đức Giê-hô-va phán: Khi 70 năm ấy sẽ mãn, ta sẽ phạt vua Babylon và dân người vì cớ tội ác chúng nó. Ta sẽ phạt xứ người canh đê và biến thành một nơi hoang vu đời đời. Phàm lời ta đã phán nghịch cùng đất ấy, tức lời chép trong sách này là lời Jeremy đã nói tiên tri nghịch cùng muôn nước, thì sẽ xảy đến cho đất ấy. Vả, sẽ có nhiều nước và vua lớn bắt chính người canh đê làm tôi mọi, và ta sẽ báo chúng nó theo việc làm của chúng và theo việc bởi tay chúng làm ra. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán cùng tôi như vậy: Hãy lấy chén rượu của sự giận khỏi tay ta, khá cho các dân mà ta sai ngươi đến đều uống lấy. Chúng nó sẽ uống, sẽ đi siêu tó và điên cuồng vì cớ gươm dao mà ta sẽ sai đến giữa chúng nó. Vậy tôi lấy chén khỏi tay Đức Giê-hô-va và khiến cho mọi nước mà Đức Giê-hô-va sai tôi đến đều uống lấy, cho Jerusalem và cho các thành của Juda, cho các vua, các quan trưởng nó, làm cho chúng nó hoang vu gỡ lạ, bị chê cười, chịu rủa sả như ngày nay. Cho Pharaon, vua nước Ai Cập, cho những đầy tớ người, cho các quan trưởng và dân sự người, cho mọi dân lộn, cho mọi vua xứ Uất Sơ, cho mọi vua xứ Philippines, tức vua của Ascalon, của Gaza, của Ekron và những kẻ còn sống sót ở Ách Đốt, cho Edom, cho Moab, cho con cái Ammon, cho các vua Tyre, cho mọi vua ở Sidon và cho mọi vua ở Cù Lao ngoài biển, cho Dedan, cho Thema, cho Buse, cho những kẻ cạo tóc chung quanh đầu, cho mọi vua Arabi, cho các vua của các nước thuộc về các giống lộn ở đồng vắng, cho mọi vua của Simri, cho mọi vua của Elam, cho mọi vua của Medi, cho mọi vua phương Bắc ở gần hoặc ở xa, cho vua này cùng với vua kia, sau lại
cho mọi nước thế gian ở trên mặt đất. Vua của Sê-sát cũng sẽ uống chén sau các vua kia. Ngươi khá bảo họ rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Hãy uống đi, hãy say, mửa, ngã xuống, đừng dậy nữa, vì cớ gươm dao mà ta sẽ sai đến giữa các ngươi. Nếu họ không khứng lấy chén ở tay ngươi đặng uống, thì ngươi khá bảo rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Chắc các ngươi phải uống. Vả, này, ấy là thành kia là thành được xưng bằng danh ta, mà ta bắt đầu xuống tai vạ. Còn các ngươi há khỏi hình phạt được cả sao? Không, các ngươi sẽ không khỏi hình phạt đâu, vì ta sẽ sai gươm dao đến trên mọi dân cư trên đất, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Cho nên, ngươi khá lấy mọi lời này nói tiên tri nghịch cùng họ và bảo rằng, Đức Giê-hô-va quát tháo từ nơi cao, phát tiếng từ chỗ ở thánh Ngài, quát tháo to, nghịch cùng chuồng chiên, trỗi tiếng kêu như những kẻ đạp trái nho, nghịch cùng hết thảy dân cư trên đất. Tiếng om sòm sẽ vang ra đến cùng đất, vì Đức Giê-hô-va tranh cạnh cùng các nước, phán xét mọi xác thịt, phó những kẻ giữ cho gươm dao. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Này, tai vạ sẽ từ một dân này qua một dân khác, một trận bão lớn dấy lên từ các nơi đầu cùng đất. Thây của những kẻ mà Đức Giê-hô-va đã giết trong ngày đó sẽ đầy trên đất từ đầu này đến đầu kia. Chẳng ai khóc, chẳng thâu liệm, chẳng chôn, sẽ làm phân trên mặt đất. Hỡi những kẻ chăn, hãy than khóc, cất tiếng than vang. Hỡi những kẻ dẫn bầy chiên, hãy lăn trong tro bụi. Vì ngày các ngươi bị giết, kỳ các ngươi bị tan lạc đã đến hạn. Các ngươi sẽ ngã xuống như bình quý giá. Kẻ chăn không bởi đâu trốn tránh, kẻ dẫn bầy chiên không bởi đâu thoát ra. Kẻ chăn phát tiếng kêu, kẻ dẫn bầy chiên than khóc, vì Đức Giê-hô-va phá hoang đồng cỏ họ, và những chuồng chiên yên ổn đã bị bắt phải nín lặng bởi sự nóng giận của Đức Giê-hô-va. Ngài như sư tử đã ra khỏi chỗ kín mình. Đất chúng nó đã trở nên gỡ lạ bởi sức mạnh rất hung đè nén và cơn giận rất mãnh liệt. Chương 26. Lúc Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua nước Giu-đa bắt đầu trị vì, có lời này từ Đức Giê-hô-va phán ra. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ngươi khá đứng trong hành lang nhà Đức Giê-hô-va, rao những lời ta truyền ngươi nói lại cho các thành của Giu-đa đã đến đặng thờ lại trong nhà Đức Giê-hô-va, chớ bớt một tiếng. Hoặc giả chúng nó nghe ngươi, và ai nấy sẽ từ đường xấu mình trở lại, hầu cho ta ăn năn về họa mà ta định làm cho chúng nó vì sự dữ của việc làm chúng nó. Vậy ngươi khá bảo rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Nếu các ngươi không khứng nghe ta, mà bước theo luật pháp ta đã đặt trước mặt các ngươi, nếu các ngươi không nghe lời của các đầy tớ ta, là các tiên tri mà ta sai đến cùng các ngươi, và đã dậy sớm sai đến, nhưng các ngươi không nghe họ, thì ta sẽ khiến nhà này nên như Silo, và sẽ khiến thành này nên sự rủa sả cho mọi nước trên đất. Các thầy tế lễ, các tiên tri và cả dân sự đều nghe Jeremy truyền những lời ấy trong nhà Đức Giê-hô-va. Khi Jeremy nói xong mọi điều Đức Giê-hô-va đã truyền mình nói cho cả dân sự, thì các thầy tế lễ, các tiên tri và cả dân sự đều bắt lấy người và nói rằng: Ngươi chắc sẽ chết. Sao ngươi nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri rằng nhà này sẽ trở nên như Silo, thành này sẽ hoang vu và không dân ở? Bây giờ, cả dân sự nhóm lại cùng Jeremy trong nhà Đức Giê-hô-va. Các quan trưởng Giu-đa nghe những sự ấy, bèn từ trong cung vua lên nhà Đức Giê-hô-va, ngồi tại lối vào của cửa mới nhà Đức Giê-hô-va. Bây giờ các thầy tế lễ và các tiên tri nói với các quan trưởng cùng cả dân sự rằng: Người này đáng chết, vì đã nói tiên tri nghịch cùng thành này như chính tai các ngươi đã nghe. Nhưng Jeremy đáp cùng các quan trưởng và cả dân sự rằng: Ấy là Đức Giê-hô-va sai ta đặng nói tiên tri mọi lời nghịch cùng nhà này và thành này mà các ngươi đã nghe. Bây giờ các ngươi hãy sửa lại đường lối và việc làm của mình, hãy vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì Đức Giê-hô-va
sẽ ăn năn về tai họa mà Ngài đã rao ra nghịch cùng các ngươi. Về phần ta, này, ta ở trong tay các ngươi, hãy làm cho ta điều các ngươi cho là phải và đáng làm. Dầu vậy, khá biết chắc rằng các ngươi giết ta, thì các ngươi cùng thành này và dân cư nó sẽ gánh lấy huyết vô tội, vì Đức Giê-hô-va thật đã sai ta đến cùng các ngươi, khiến ta nói mọi lời này vào tai các ngươi. Các quan trưởng và cả dân sự bèn nói cùng các thầy tế lễ và các tiên tri rằng: người này không đáng chết, vì ấy là người nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta mà nói cùng chúng ta. Một vài kẻ trưởng lão trong đất đứng dậy nói với cả hội dân như vậy: Mi-chê ở Mô-rê-sết là người nói tiên tri về đời Ê-xê-chia vua Giu-đa, có nói cùng cả dân Giu-đa rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Si-ôn sẽ bị cày như ruộng, Giê-ru-sa-lem sẽ trở nên gò đống, núi của nhà trở nên như các nơi cao của rừng. Ê-xê-chia vua Giu-đa và cả Giu-đa há có giết người sao? Người há chẳng đã kính sợ Đức Giê-hô-va và nài xin ơn Đức Giê-hô-va sao? Vậy nên Đức Giê-hô-va ăn năn về tai họa mà Ngài đã rao ra nghịch cùng họ. Nay chúng ta làm sự đó, ấy là phạm tội nặng nghịch cùng linh hồn mình. Lại còn có một người nữa đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri, ấy là U-ri, con trai Shemaya ở Kiriat Yearim. Người cũng nói tiên tri nghịch cùng thành và đất này y theo mọi lời của Giê-rê-mi. Vua Giê-hô-gia-kim, hết thảy quân lính và các quan trưởng đều nghe những lời người. Vua bèn muốn giết người đi, nhưng U-ri hay được thì sợ và trốn qua đất Ê-díp-tô. Vua Giê-hô-gia-kim bèn sai En-na-thang, con trai Ạc-bồ và mấy người nữa cùng đi qua Ê-díp-tô, đem U-ri ra khỏi Ê-díp-tô và điệu về cho vua Giê-hô-gia-kim. Vua sai dùng gươm giết người và quăng thây trong mồ phàm dân. Bây giờ tay Ahikam, con trai Sa-phan, binh vực Giê-rê-mi và gàn trở cho khỏi phó người trong tay dân chúng đặng làm cho chết. Chương 6. Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về tin lành của Đấng Christ mà tấn tới sự trọn lành. Chớ nên lập lại nền nữa, tức là từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, sự dạy về phép báp têm, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời. Ví bằng Đức Chúa Trời cho phép thì chúng ta sẽ làm điều đó. Vì chứng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, giữ phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời và quyền phép của đời sau. Nếu lại vấp ngã thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Vả, một đám đất nhờ mưa đượm nhuần mà sanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. Nhưng đất nào chỉ sanh ra những cỏ rạ gai gốc thì bị bỏ và hầu bị rủa, cuối cùng phải bị đốt. Hỡi những kẻ rất yêu dấu, dẫu chúng ta nói vậy, vẫn còn đứng trông đợi những việc tốt hơn từ nơi anh em, là những việc đưa đến sự cứu rỗi. Đức Chúa Trời không phải là không công bình, mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ, và hiện nay đương còn hầu việc nữa. Nhưng chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng sốt sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng, để nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lời hứa. Khi Đức Chúa Trời hứa cùng Abraham, và vì không thể chỉ đấng nào lớn hơn, nên Ngài chỉ chính mình Ngài mà thề với người rằng: chắc ta sẽ ban phước cho ngươi nhiều và khiến hậu tự ngươi sanh sản đông thêm. Ấy, Abraham đã nhịn nhục đợi chờ như vậy rồi mới được điều đã hứa. Người ta thường mượn danh một đấng lớn hơn mình mà thề. Phàm có cãi lẫy điều gì thì lấy lời thề mà định. Đức Chúa Trời cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi thì dùng lời thề, hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó. Và về hai điều ấy, Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối, mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náu mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta.
chúng ta giữ điều trông cậy này như cái neo của linh hồn, vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn, trong nơi thánh mà Đức Chúa Giêsu đã vào như đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Melchisedec. Chương 7. Vả Melchisedec đó là vua của Salem, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời rất cao, đã đi rước Abraham và chúc phước cho, trong khi người thắng trận các vua trở về. Abraham đã lấy một phần mười về mọi của cải mình mà dâng cho vua, theo nghĩa đen tên vua ấy, trước hết là vua sự công bình, lại là vua của Salem nữa, nghĩa là vua bình an. Người không cha, không mẹ, không gia phổ, không có ngày đầu mới sanh, cũng không có ngày rốt qua đời. Như vậy là giống con Đức Chúa Trời. Melchisedec này làm thầy tế lễ đời đời vô cùng. Hãy nghĩ xem, chính tiên tổ là Abraham đã lấy một phần mười trong những vật rất tốt của mình chiếm được mà dâng cho vua, thì vua tôn trọng là dường nào? Những con cháu họ Lê-vi chịu chức tế lễ theo luật có phép thâu lấy một phần mười của dân, nghĩa là của anh em mình, vì chính họ cũng từ Abraham mà ra. Nhưng vua vốn không phải đồng họ, cũng lấy một phần mười của Abraham và chúc phước cho kẻ được lời hứa. Vả người bậc cao chúc phước cho kẻ bậc thấp, ấy là điều không cãi được. Lại đằng này, những kẻ thâu lấy một phần mười đều là người hay chết, còn đằng kia, ấy là kẻ mà có lời làm chứng cho là người đang sống. Lại có thể nói rằng Lê-vi là kẻ thâu lấy một phần mười đó, chính mình người cũng bởi Abraham mà đóng một phần mười. Vì lúc Melchisedec đi đón tiên tổ thì Lê-vi còn ở trong lòng tổ phụ. Nếu có thể được sự trọn vẹn bởi chức tế lễ của người Lê-vi, vì luật pháp ban cho dân đang khi còn dưới quyền chức tế lễ, thì cớ sao còn cần phải dấy lên một thầy tế lễ khác lập theo ban Melchisedec, không theo ban A-rôn? Chức tế lễ đã thay đổi thì luật pháp cũng cần phải thay đổi. Và đấng mà những lời đó chỉ về thuộc một chi phái khác, trong chi phái đó chưa từng có ai dự việc nơi bàn thờ. Vì thật rõ ràng Chúa chúng ta ra từ Giu-đa, về chi phái ấy Mô-sê không nói điều chi về chức tế lễ. Mọi điều đó càng thêm rõ hơn nữa khi chúng ta thấy một thầy tế lễ khác dấy lên giống như Melchisedec, lập lên không theo luật lệ của điều răn xác thịt, nhưng theo quyền phép của sự sống chẳng hay hư hay hết. Vả này là lời làm chứng cho Ngài rằng con làm thầy tế lễ đời đời theo ban Melchisedec. Như vậy, điều răn trước kia vì không quyền không ích nên đã bị bỏ rồi, bởi chưng luật pháp không làm trọn chi hết. Lại có một sự trông cậy hay hơn đem vào thay cho luật pháp, và bởi sự trông cậy đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Vả lại, sự thay đổi này chẳng phải là không có lời thề mà được làm ra. Những thầy tế lễ khác không bởi lời thề mà được lập lên, nhưng Ngài đã được lập lên bằng lời thề, bởi đấng đã phán cùng Ngài rằng Chúa đã thề rồi và không hối lời thề ấy đâu: con làm thầy tế lễ đến đời đời. Vì thế Đức Chúa Giêsu đã trở nên đấng bảo lãnh cho một cái giao ước rất tôn trọng hơn cái trước. Vả lại, số thầy tế lễ rất nhiều vì sự chết nên không giữ luôn được chức vụ. Nhưng Ngài vì hằng có đời đời nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay. Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng: thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các tầng trời. Không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác cần phải hằng ngày dâng tế lễ, trước vì tội mình, sau vì tội dân, Ngài làm việc đó một lần thì đủ cả, mà dâng chính mình Ngài làm tế lễ. Vì luật pháp lập những người vốn yếu đuối làm thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng lời thề có sau luật pháp thì lập con là đấng đã nên trọn lành đời đời. Thi Thiên 69. Đức Chúa Trời ơi, xin cứu tôi, vì những nước đã thấu đến linh hồn tôi. Tôi luống trong buồng sâu, nơi không đụng cẳng,
Tôi bị chìm trong nước sâu, dòng nước ngập tôi. Tôi la mệt, cuống họng tôi khô, mắt tôi hao mòn đang khi trông đợi Đức Chúa Trời tôi. Những kẻ ghen ghét tôi vô cớ nhiều hơn số tóc đầu tôi. Những kẻ làm thù nghịch tôi vô cớ và muốn hại tôi thật mạnh. Tôi phải bồi thường điều tôi không cướp giật. Đức Chúa Trời ơi, Chúa biết sự ngu dại tôi. Các tội lỗi tôi không giấu Chúa được. Hỡi Chúa Giê-hô-va vạn quân, nguyện những kẻ trông đợi Chúa chớ bị hổ thẹn vì cớ tôi. Đức Chúa Trời của Israel ơi, nguyện kẻ nào tìm cầu Chúa chớ bị sỉ nhục tại vì việc tôi. Ấy vì Chúa mà tôi đã mang sự nhuốc nhơ và bị sự hổ thẹn bao phủ mặt tôi. Tôi đã trở nên một kẻ lạ cho anh em tôi, một người ngoại bang cho các con trai mẹ tôi, vì sự sốt sắng về đền Chúa tiêu nuốt tôi. Sự sỉ nhục của kẻ sỉ nhục Chúa đã đổ trên tôi. Tôi khóc và nhịn ăn để ép linh hồn tôi, thì điều đó cũng trở làm sỉ nhục tôi. Tôi lấy bao gai mặc làm áo sống, bèn trở nên câu tục ngữ cho chúng nó. Những kẻ ngồi nơi cửa thành trò chuyện về tôi. Tôi là đề câu hát của những người uống rượu. Nhưng Đức Giê-hô-va ơi, tôi nhờ dịp tiện mà cầu nguyện cùng Ngài. Đức Chúa Trời ơi, theo sự thương xót lớn của Chúa và theo lẽ thật về sự cứu rỗi của Chúa, xin hãy đáp lại tôi. Xin hãy cứu tôi khỏi vũng buồn, kẻo tôi luống chăng. Nguyện tôi được giải thoát khỏi những kẻ ghét tôi và khỏi nước sâu. Nguyện dòng nước không ngập tôi, vực sâu chớ nhận tôi, hầm không lấp miệng nó lại trên tôi. Hỡi Giê-hô-va ơi, xin hãy đáp lại tôi, vì sự nhân từ Ngài là tốt. Tuy sự thương xót lớn của Ngài, xin hãy xây lại cùng tôi. Xin Chúa chớ giấu mặt cùng tôi tớ Chúa, vì tôi đang bị gian truân. Hãy mau mau đáp lại tôi. Cầu xin Chúa đến gần linh hồn tôi và chuộc nó, vì cớ kẻ thù nghịch tôi, xin hãy cứu chuộc tôi. Chúa biết sự sỉ nhục, sự hổ thẹn và sự nhuốc nhơ của tôi. Các cừu địch tôi đều ở trước mặt Chúa. Sự sỉ nhục làm đau thương lòng tôi. Tôi đầy sự khổ nhọc. Tôi trông đợi có người thương xót tôi, nhưng chẳng có ai. Tôi mong nhờ người an ủi, song nào có gặp. Chúng nó ban mật đắng làm vật thực tôi và cho tôi uống giấm trong khi khát. Nguyện bàn tiệc trước mặt chúng nó trở nên cái bẫy. Khi chúng nó được bình an, nguyện nó lại trở nên cái lưới. Nguyện mắt chúng nó bị tối không còn thấy, và hãy làm cho lưng chúng nó hằn run. Hãy đổ cơn thạnh nộ Chúa trên chúng nó, khiến sự giận dữ Chúa theo kịp họ. Nguyện chỗ ở chúng nó bị bỏ hoang, chẳng có ai ở trong trại chúng nó nữa, vì chúng nó bắt bớ kẻ Chúa đã đánh và thuật lại sự đau đớn của người mà Chúa đã làm cho bị thương. Cầu xin Chúa hãy gia tội ác vào tội ác chúng nó, chớ cho chúng nó vào trong sự công bình của Chúa. Nguyện chúng nó bị xóa khỏi sách sự sống, không được ghi chung với người công bình. Còn tôi bị khốn cùng và đau đớn. Đức Chúa Trời ơi, nguyện sự cứu rỗi của Chúa nâng đỡ tôi lên nơi cao. Tôi sẽ dùng bài hát mà ngợi khen danh Đức Chúa Trời và lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài. Điều ấy sẽ đẹp lòng Đức Giê-hô-va hơn con bò đực hoặc con bò đực có sừng và móng rẽ ra. Những người hiền từ sẽ thấy điều đó và vui mừng. Hỡi các người tìm cầu Đức Chúa Trời, nguyện lòng các ngươi được sống, vì Đức Giê-hô-va nghe kẻ thiếu thốn, không khinh dễ những phu tù của Ngài. Nguyện trời, đất, biển và các vật hay động trong đó đều ngợi khen Ngài, vì Đức Chúa Trời sẽ cứu Si-ôn và xây lại các thành Giu-đa. Dân sự sẽ ở đó, được nó làm của. Dòng dõi các tôi tớ Ngài sẽ hưởng nó làm sản nghiệp. Phàm ai yêu mến danh Ngài sẽ ở tại đó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài
mỗi ngày mỗi ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.